Mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách, một kỹ năng đó là tô màu. Kỹ năng tô màu rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình kết thúc đây các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào các bạn nha. Xin chào bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình kết thúc tại đây như vậy.